dáng đi trình diễn người mẫu, không ai mà qua được tối nay. Sau khoảng chừng 10 giây hồi hộp thì ban giám khảo đã quyết định được hai nữ thí sinh áo dài tối nay chúng ta hôm nay, người trao tặng quà của chúng ta hôm nay. Ok, bây giờ phần đầu tiên là phần cho các cô chuẩn bị tiết kịch chưa, để con không phải chơi chơi cái số mình á, số bóng canh số mấy chứ à. Để người đầu tiên của chúng ta tối nay là người có một chiếc áo dài đẹp nhất, giải chiếc áo dài đẹp nhất của chúng ta hôm nay là thí sinh mang số 724. Anh có hết không? Đúng à. 3 số sau là quan trọng nha. 3 số sau là 173. Cô thí sinh mang số 173, cô này có một chiếc áo dài rất là độc đáo đẹp. Nhìn coi xung quanh có ai có chiếc áo dài như cô không? Ai có chiếc áo dài đấy, xin cô ra trước đây để cho một anh chàng đẹp trai tên tặng cô một phần thưởng, phần thưởng của chúng ta tối nay. Nhưng mà trước tiên thì cho ban giám khảo cho 30 giây phỏng vấn. Hôm nay chị tới đây, cô tới đây là để tham dự như thế nào? Không biết. Hôm nay là lần đầu tiên. Thôi lấy giải thôi. Cũng bị chặt luôn. Lần đầu tiên là lúc nào á, là nói thánh nhân lúc nào cũng đại cả khu cờ. Lần đầu tiên tới nên là cô được giải độc đắc liền. Tại vì lần trước cô tới sợ mấy cô này buồn à, nên lần này cô tới là bởi vì mấy lần trước cô tới là 9 giải 100% luôn. Lần này cô tới đó à, nên là bởi là vừa cái là tới liền. Xin anh Danh à, anh Long trao phần thưởng cho thí sinh có chiếc áo dài đẹp nhất tối nay. Chị ơi, đi xíu nữa xuống đó, mấy cô kia nói lần sau chị đừng có đi nữa. Tại vì chị đi thì kiếm hết. Quyết, đúng đó, cái Quyết. Ok, rồi cái giải thứ hai này là giải mà người có tương đi đẹp nhất. Lúc mà đi các cô tương đi đẹp nhất, xin đi hiểu đi. Đi vẫn vậy thôi, không có đâu nha. Các cô hồi hộp phải không? Thời gian 30 giây, action. Và số đầu là 724. Cô nào có hết cả. Và số sau, cái cô khi nãy là như số 173 phải không? Cô này là em của cô đó, nên cái số đó là số 172 đó. Xin cô nào đúng cái số 172 đó. Trời ơi, là một sự tình cờ mà ngẫu nhiên không biết nha. Ồ, vợ đi thay, chồng treo giải. Trời ơi, vợ đi thay, chồng treo giải. Quay lại bên kia, camera bên này nè. Trời, cái này là có, người ta nói có xét rất rõ ràng. Chồng trao phần thưởng, chồng đưa quà mà vợ dẫn được. Xin chúc mừng cô Tiết Nga và anh Bố Danh. Tiết Nga đã mà không nói. Thấy chưa, ai cũng ganh tị hết đó. Mà cũng tối nay anh tặng cho em. Vâng, nãy tiếng Nga nói anh không đau tưởng cho em tối nay về muốn chích bà anh luôn. Dạ, 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 d